Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Thiên Thi Thuật trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. 8 giờ sáng thì cả hai người đó là Thuần và Tuấn đều đã đặt chân đến vị trí đầu tiên trong 9 vị trí. Theo như lời của Kiều Thúc nói thì đây chính xác là vị trí của tả phù. Còn cách xa đằng kia chính là bát tú, hai vị trí trọng yếu tạo ra xa thủy. Thuần lúc này khi tiến lại nơi gò đất nhu cao, Thuần kiểm tra lại những chi tiết là sáng hôm qua mình đã cắm xuống vừa nhổ nhánh tre lên thuần như là phát hiện ra một điều gì đó thuần liền gọi tuấn đây rồi thì ra là vậy tuấn cách đó không xa tuấn vừa chạy lại có cái gì sao thuần không trả lời mà chỉ tay vào cái lỗ được thanh tre cắm xuống mà nói chúng ta đã cắm sai vị trí hơn nữa chiếc chuông đồng cũng chẳng đúng với vị trí của minh đường dẫn đến xa tích được thủy chỉ cần là chúng ta chỉnh lại thanh tre và chiếc chuông này một chút thì ngay lập tức nó sẽ thay đổi. Tuấn liền vội nói, vậy thì cậu mau làm đi. Thuần gật đầu sau đó khẽ cắm lại thanh tre và đúng chiếc lỗ đó. Riêng chỉ có chiếc chuông đồng bị thay đổi sang một hướng và hướng đó chính là hướng đông đi theo bắt trạch tức là ly. Còn thanh tre của bát tú chỉ về hướng bắc tức là khảm. Chờ hết chúng ta cần phải tự cắt máu của mình cho vào đầu của từng tấm gương của bắt trạch. Từ lúc này vỗ tay cái đét rồi nói, vậy mà tư quyền bẵng đi vấn đề này, đúng là hai cái đầu thì vẫn hơn một cái, thôi mau làm nhanh lên. Không ai bảo ai cả hai lúc này cầm cụi làm theo những gì kiểu thúc đã chỉ điểm trước đó. Cầm con dao găm ở trên tay, thuần cắt thật sâu vào cổ tay của mình, khiến cho phần máu chảy ra. Nhỏ phần máu đó lên tấm gương của bắt quái thuần liền nói, Xong rồi Và hướng kia cũng làm tương tự như vậy Làm xong hướng của bát tú Thì chúng ta sẽ chia nhau ra thành hai hướng Để từ cắt máu của mình nhỏ vào gương bát quái Bây giờ đã là 8 giờ hoàn thành xong tất cả Chúng ta sẽ mất hết một canh giờ Sau khi hoàn tất chúng ta sẽ hẹn nhau ở đây Và cùng xuống làng Nào bây giờ chúng ta mau làm đi Tuấn gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi đến hướng bên cạnh của gò đất quy cánh cũng tương tự. Xong rồi tất cả thì lúc này cũng đã là 10 giờ. Cả hai lúc này cũng hoàn tất xong những công đoạn của chấn trạch. Thuần đưa tay lau mồ hôi. Nhìn cả hai lúc này tay của ai cũng bằng bó lộm trộm vết thương mà liền cười mà nói. Nhìn tay cậu kìa bằng bó kinh vậy. Cậu có khác gì tôi đâu. Khai lấy trong túi áo ra những chiếc lá có màu xanh thẫm đưa cho Thuần mà nói. Đây bà nãy ở trên đường tôi có hái được đấy Đây là gì Tuấn liền vội đáp Hạn liên thảo hay còn có tên gọi khác là bạch hoa thảo Nó có tác dụng cầm máu Và chữa trị vết thương rất tốt Khi ở trên rừng đốn củi Tôi cũng hay dùng nó trong những chuyện Bị té ngã hoặc không may bị chảy máu chân Chỉ cần cho lá vào trong miệng Nhai nhuyễn đắp lên vết thương là xong Khi nhận lấy Những chiếc lá từ tay của Tuấn Thuận đưa lên miệng nhai nhồm nhòm giã ra phần xác đắp lên vết thương quả đúng là có công hiệu thật nhìn tuấn mà thuần có chút ngưỡng mộ thuần liền nói cậu học đâu ra cái loại này tuấn vội đáp cậu quên ban tư trước đó ông làm nghề gì sao là hậu bối cho nên tôi cũng biết được chút ít thân mỉm cười chả trách tại sao cửu thúc đêm qua lại hồi phục nhanh vậy cậu thật là giỏi đấy cả hai mỉm cười rồi cùng nhau bước đi về phía ngôi làng sự lạc quan của họ cũng tốt Vì không biết rồi đây trong đêm nay Không biết cả hai người có được hạnh phúc Mà nói cười như bây giờ hay không Buồn ngại đà thuật là một thứ rất tàn độc Nếu rơi vào tay kẻ xấu Thì chỉ có tà niệm mà thôi Nhưng từ xưa cho đến nay Kẻ ác không bao giờ chiến thắng được thiện nhân Cho nên dù có mạnh đến đâu Nhưng dẫu sao đêm này Họ cũng sẽ đối mặt với sự nguy hiểm khó lường về một lão thầy bùa độc ác luyện thi từ phái Mao sơn quỷ môn và họ cũng không biết rằng từ sâu bên trong nghĩa địa của làng đang nguy hiểm chờ đợi họ tại căn nhà của tuấn kiều thúc lúc này đang ngồi trên chiếc giường tre mà thoải mái đọc một thứ gì đó vừa đọc mà miệng của kiều thúc ghét lẩm bẩm càn khôn trấn quỷ trận trong tuyệt học của mao sơn có chép một trận pháp chấn giữ quỷ hồn được lập ra nhằm bắt yêu cần phải có những yếu tố nhất định. Đầu tiên là bùa chú nhất tâm, thứ hai là thanh kiếm gỗ đào, thứ ba là cách bày trí trận pháp. Trong quyền trùng có ghi càn khôn trấn quỷ trận, là một trận pháp lập nên dùng để hút đi quỷ khí của quỷ hồn. Mỗi khi con quỷ rơi vào trận pháp thì sẽ bị bốn chiếc hũ sứ bên trong pháp trận đó hút đi quỷ khí. Và hơn nữa là bên trong những chiếc hũ đó phải tồn tại một vong hồn ma quỷ nhất định. Kiều Thúc mỉm cười rồi nói, là có chuyện để ta làm rồi đây. Tuy đạo hành của ta và trần pháp này không giết được con cương thi, nhưng nó lại câu được thời gian cho thần làm trận pháp. Kiều Thúc vừa dứt câu thì đột nhiên ở bên ngoài có người gọi với. Kiều Thúc, Kiều Thúc có trong đó không? Khá nghiêng đầu ra bên ngoài thì Kiều Thúc lúc này nhìn thấy người ở bên ngoài đang gọi mình không phải là Tuấn mà cũng không phải là thuần đó là con hồ của vị trưởng làng khe chống hai tay vào thành giường đứng dậy kiều thúc chậm rãi bước từng bước lại bàn nước kiều thúc nói à cậu hổ đấy hả sao hôm nay lại đến đây tìm ta Cha cậu mang theo thứ gì thế này nhìn trên tay của hổ lúc này là một sâu thịt lợn cùng với những thứ hoa quả linh tinh Khe đặt hai thứ đó lên bàn và ngồi xuống kiều thúc rót trà rồi nói Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm đến Và lại cậu mang những thứ này làm Khẽ đưa tách trà lên tu một ngụm tân tách trà xuống hổ vội đáp Hôm nay còn đến đây là để thăm thúc đích chứ Nghe tin thúc bệnh nặng cho nên hôm nay con mạo muội Mang ít đồ đến để biếu thúc Kỳ thúc không trả lời mà thầm nghĩ Chuyện mới xảy ra đêm hôm qua Tại sao lại biết nhanh đến vậy Không lẽ là do Thuần và Tuấn đã nói Không, hai người họ đã đi từ sáng. Nếu tính tới thời điểm này thì họ vẫn chưa thể xuống làng. À, ta cảm ơn cậu. Mà cha của cậu ông ta khỏe chứ? Vẫn khỏe thừa thúc. Khẽ đưa tay kiểu thúc khẽ di chuyển lên tám đốt ngón tay của mình. Như nhận ra một thứ gì đó kiều thúc quay sang hồ mà nói khéo. À đêm qua cậu thiếu ngủ sao mà đồng từ lệnh đục ngầu ra thế kia. Ấn đường của cậu cũng thấy một quần đen kết tụ như là trong người có bệnh. Hồ mỉm cười rồi vội đáp. Dạ đúng à, mấy ngày này còn bị mất ngủ. À mà thúc đem cái này vào trong đi, đến thăm một lúc rồi con lại về. Kiều thúc không đáp mà đôi mắt cứ không ngừng nhìn những thứ xung quanh, rồi nhìn vào mặt của hồ. Khẽ chầm chầm thúc liền cầm lấy sâu thịt lợn và một mớ rau cải bước ra đằng sau. Nhưng khi đến thành vách thì Kiều thúc chợt cựng lại vì đâu đó có một câu nói khẽ phát ra. Cẩn thận, hắn ta muốn giết ông đấy. Câu nói ấy vừa dứt thì từ bên ngoài hồ gầm lên trong đau đớn. Chẳng phải lúc này hay đợi đến thời điểm chín mùi hãy ra tay. Mục tiêu chính là lão già kia, hãy giết hắn ta bằng mọi giá. Lúc này ở bên sau vách tắm, Kiều Thúc lấy trong túi của mình ra hai đạo đồng xu của kim tiền khe cắn máu từ cổ tay của mình nhễu xuống hai đạo đồng kiều thúc vội đưa mắt lên nhìn và nhìn về phía cổ hồ nhưng khi nhìn về phía cổ hồ thì cầu thúc lúc này tá hỏa khi nhìn thấy trên cần cổ của cổ hồ có hai vết cắn bầm tím và hai vết cắn tím bầm đó chính là vết cắn của con cương thi đã bị cho khuất đi bởi bùa chú chỉ nhìn bằng mắt thường thì khó có thể nào nhìn thấy Vội tiến thẳng ra đằng sau, Kiều Thúc cua vội một nắm gạo nếp trong tay và khoan thái bước ra bên ngoài như không có chuyện gì. Kiều Thúc lúc này đã nhận ra và mặc định được rằng đây chính là chiêu trò của lão hắc đạo kia, đã giờ trò giết chết Kiều Thúc để tiêu diệt kẻ đã phá đám lão ta. Hơn nữa, lão ta biết Kiều Thúc đang bị thương và cũng không đủ khả năng chống trả. Lão hắc đạo này quả thật là độc ác khẽ đặt mông ngồi vào ghế kiều thúc lúc này đã giữ được bình tĩnh mà chậm rãi nói cậu ở lại đây một lát nữa rồi về hồ liền điềm tĩnh nói dạ thôi cũng đã dần chuyển về chiều thôi nên con cũng nên về hồ vừa dứt câu thì đứng bật dậy một tay của hồ lúc này mò ra túi sau để lấy ra một con dao găm nhỏ sắc lẹm nhìn vào đôi mắt của kiều thúc hồ hét toáng lên rồi vung con dao đâm trực thẳng xuống Đúng lúc đó thì từ bên ngoài một giọng nói hết lên thất thanh. Kiều Thúc cẩn thận. Kiều Thúc đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cú đâm khá mạnh của hồ, quá nhanh và lại Kiều Thúc lại đang bị thương cho nên Thúc cũng bị lưỡi dao làm sức một đường ngay trên má. Ngay lập tức Kiều Thúc lấy đà dùng nắm gạo trên tay đập mạnh nắm gạo nếp đó vào vết cắn trên cổ của hồ. Ở bên ngoài Thuần vật Tuấn không hiểu chuyện gì cho nên cũng đáp lại những món đồ mới mua ở làng xuống dưới mà chạy vào bên trong ở bên trong căn nhà lúc này hồ đang nằm gục dưới đất ngất đi những làn khói đen từ cổ của anh ta cứ không ngừng bay lên vùn vụt kiều thúc lúc này đang thở hồn hển vì vừa mới đây thôi suýt chút nữa kiều thúc đã mất mạng bởi cú đâm khá mạnh của hồ mau đưa anh ta dậy anh ta vẫn còn sống tuấn và thuần lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng tuấn điện hỏi anh ta bị sao vậy thúc? Anh ta bị ngài của lão thề bùa kia sai khiến, tìm đến đây muốn giết chết ta. Giết hắn đi, cơ hội của người đến rồi, giết chết hắn cho ta. Kiều thúc vừa dứt tiếng ho thì cái đầu của hồ khẽ quay lại nhìn thúc với một cặp mắt đỏ lên. Nhanh như cắt hồ đứng bật dậy, cầm con dao lam lam trên tay, hồ vung cao định đâm chết kiểu thúc lần thứ hai nhưng ngọn dao vừa đưa lên đỉnh đầu của kiều thúc thì đã vội phăng đi bởi một cú đập của một khúc gỗ thật mạnh của thuần chưa dừng lại ở đó thuần vùng tiếp thành gỗ lên và đập mạnh nhát thứ hai vào đầu của người thanh niên tên hồ làm cho anh ta ngã bịch xuống đất kiều thúc nhìn cả hai rồi nói đó là sức mạnh của bùa ngài không sợ chết không cảm xúc chỉ biết giết người và làm theo mệnh lệnh mà thôi cậu ta không sao bồ ngài bây giờ mới thật hết tác dụng anh ta vẫn còn sống mau đỡ anh ta ngồi dậy muốn cho kỳ hơn thì cho anh ta lại tránh để độc ngài công tâm lúc này tại một nơi tầm tối sâu bên trong nghĩa địa khốn kiệp thất tôn vừa thổ huyết vì thứ ngài của ông ta bày ra đã thất bại khẽ đưa hai tay lên ngực miệng của ông ta lúc này trào ra những thứ máu đen đầy kinh dị xen lẫn với cục máu đen đó còn có những con ruồi nhộng bỏ lúc nhúc Khe đưa chiếc lưỡi dài liếm đi vệt máu lão ta vừa hò vừa nói Là mấy người may đấy thôi, đêm nay ta sẽ giết chết Ba giờ chiều tại căn nhà của Tuấn, Kiều Thúc lúc này vẫn còn đang nằm ở trên giường Hơn nữa là Thúc vẫn chưa ổn định được tinh thần của mình Thần thì ra đằng sau đung đưa, thần thì ra đằng sau đun thêm một siêu nước mới Còn Tuấn thì loay hoay bắt mạch rồi châm kim lên từng huyệt đạo của hồ nhìn tuấn đang châm kim kiểu thúc vội mở lời cậu biết về y thuật sao dạ vâng thưa thúc ba đời của nhà con làm nghề y cho nên cháu cũng học hỏi từ cha ông rất nhiều nhìn vào sắc mặt cũng như từng huyệt đạo trên tay của cậu ấy cho thấy phần huyết bầm đang tích tụ rất nhiều dẫn đến việc tắc nghẽn huyệt máu cần phải châm kim để lấy máu bầm đi và đả thông được huyệt đạo sau khi châm kim cần phải cho cậu ấy uống thuốc và thuốc mà con mang về đêm hôm trước cũng chính là thuốc mà chữa bệnh cho anh ta. Kiều thúc trầm ngâm một lát rồi nói. Việc đầu tiên chúng ta đã xác định, không nói đúng hơn, chính xác vì trường làng đã chết và đội lớp hình dạng của trường làng chính là lão tà đạo kia. Việc mà con trai của vị trường làng bị dính bùa ngài và bùa ngài ấy bị sai khiến đến giết ta cũng là chuyện bình thường. May thay là anh ta vẫn còn sống, nhưng thứ ngài mà anh ta chúng phải không phải là một loại ngài bình thường, đó là một loại ngài của cương thi mang theo. Tới lúc này vội buông kim rồi hỏi, việc này thì con không rõ nhưng làm sao để phá được loại ngài này thư thúc. Không phải ban nãy khi cậu và ta đã nói rồi sao, loại ngài trên người của anh ta đã bị phá và thứ phá được ngài ấy chính là gạo nếp mà ta đã đắp lên phần cổ của anh ta. Nhưng việc mà cương thi hút máu người và cương thi cắn người bỏ ngài là hai vấn đề khác nhau. Nếu cương thi muốn giết người và hút máu thì người đó cũng chết ngay lập tức và sau 24 giờ người đó sẽ biến thành cương thi. Nhưng mà việc mà cương thi bỏ ngải lên vết cắn sâu thì người bị bỏ ngải sẽ không chết mà, mà người đó sẽ phải chịu một sự sai khiến của một thế lực nào đó. Thế cho nên ta mới nói tà thuật của phái mau sơn quỷ thuật không phải là loại thuật bình thường cho nên bà chỉ tổng phái còn lại mới hợp sức với nhau để mà khai trừ Mao Sơn quỷ môn ra khỏi tông đạo. Tuấn liền hỏi, nếu thầy nói vậy thì hãy ai, ai thuộc phái Mao Sơn quỷ môn đều mang một dã tâm độc ác. Kiều Thúc lắc đầu, không, trời thì có lúc mưa lúc nắng, người thì có người tốt người xấu, không thể bao hàm chung để nói lên như vậy. Mao Sơn quỷ môn tuy là một chi môn dưỡng quỷ, nhưng mà vẫn còn có một số đạo gia dùng thuật dưỡng quỷ để giúp chúng mau được siêu sinh hành thiện giúp đời. Tuấn cắm xong hết những thành kim bạc lên người cổ hồ rồi nhẹ nhàng đắp lên người cổ hộ một chiếc chăn mỏng. Thời lúc này cũng từ ngoài bê lên hai bát thuốc vẫn còn đang bốc khói. Kiểu thúc uống thuốc đi ạ. À? Kiểu thúc nhận thấy bát thuốc từ tay cổ thuần, khẽ múc từng tia thuốc cho vào miệng. Kiều Thúc nhìn Thuần và Tuấn mà vội hỏi Việc ta nhờ hai con đã làm xong chưa? Đã xong rồi Thúc Việc giao thoa giữa hai huyệt mộ đó là tà phù và hữu bật đã được chỉnh sửa nguyên nhân dẫn đến việc hai huyệt này bị sai chính là do hướng của bát quái và đầu của thanh tre không chỉ về đúng hướng. Hơn nữa sáng hôm qua cả hai bọn con vẫn chưa một ai nhỏ máu và tấm gương cả. Kiều Thúc mỉm cười rồi đáp Vậy thì tốt rồi. Mọi chuyện đã tạm thời hoàn thành một nửa chỉ còn trông chờ vật thời gian mà thôi 12 giờ đêm nay ngay thời điểm giao thoa thì trận pháp của ta sẽ được kích hoạt hơn nữa. Ta sẽ câu giờ và thực hiện một kế hoạch ly gián để kéo dài thời gian cho con là một trận pháp quyết định. Thuần, ta tin cậy ở con. Mọi thứ ta cũng đã dặn con và bây giờ con hãy mau chuẩn bị cho việc hành sự tác pháp đêm nay. Thuần lúc này gật gù rồi đi chuẩn bị những thứ mà cửu thúc đã dặn. Cửu thúc nhìn vào một khoảng không trên trần nhà rồi nói. Là bậc tiền bối nhưng ông ta lấy giả cái trò tiểu nhân Nhưng mấy ý trời thì đã định thuật tôn người chật chắn chết Kiểu thúc đoán không sai Hai huyệt chân long và sa thủy đã sai Này đã được sửa lại Hơn thế nữa bây giờ đây cả ba người kiểu thúc không còn một trở ngại nào ngăn trả Điểm này cũng như đêm trăng tròn Nhưng mặt trăng không phải có màu trắng mà lại là màu đỏ và nó cũng còn có một cái tên khác đó là thiên cầu nhật thực. Hiện tượng thiên cầu này sẽ làm cho quỷ lực của con cưng thi bị giảm đi, cộng thêm trận đồ long quy tái tạo sinh khí mà kiểu thúc đã bày ra, có thể sẵn sàng dụ con cưng thi ấy. Một khi cương thi đã rời đi khỏi vị trí mà nó đang cư ngụ và đến trọng tâm của trận pháp, thì lại một trận pháp khác sẽ được kiểu thúc kích động, khiến cho nó khó có lòng mà có thể vượt qua được trời tối dần nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 6 giờ tối ở bên ngoài lại có những tiếng ếch nhái tiếng côn trùng kêu lên tất cả những món đồ lập trận đã được kiểu thúc và thuần chuẩn bị xong chỉ cần chờ nó đến mà thôi tiếng đồng hồ quả lắc vang lên trong đêm tối không gian im lặng đến lạnh người ở trên giường kiểu thúc lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lập trận ngày hôm nay trên giường kiều thúc lúc này mặc một đạo bào màu vàng đen, phía bên trên mũ có đính một vòng xoáy của hai cực đạo âm dương. Khẽ bước xuống giường khoác tay nải lên vai. Tới lúc này nhẹ nhàng đặt trên người hồ một chiếc chăn mỏng rồi đứng dậy. Cả ba đồng loạt nhìn nhau gật đầu kiều thúc nói. Thời khắc đạ điểm. Kiều trên tay một thanh kiếm có hai cực đạo âm dương mà sư phụ Linh Mục đã để lại đưa cho thuần. Kiều thúc chậm rãi nói cầm lấy nó mà hành sự. Thành kiếm này chính là chân đạo mà sư phụ đã để lại cho ta. Nó có thể làm cho ma quỷ ở nơi khu nghĩa địa đó phải sợ hãi mỗi khi còn rút kiếm khỏi vỏ. Ta tin là con có thể làm tốt việc này, nên nhớ việc chúng ta làm chỉ thành công không được thất bại. Nhìn vào tám chiếc hũ sứ thuần vội hỏi, còn đây là... Đây chính là pháp khí làm nên trận pháp càn khôn trấn quỷ trận. Tám cái hũ sứ này đại diện cho tám cực đạo, gồm càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài mỗi cái hũ là một quỷ hồn mà thân đã chấn vào bên trong khi mà cương thi rơi vào trận pháp bốn quỷ hồn đó sẽ bị chấn giữ quỷ khí của nó lại để mà câu thời gian cho con hành sự mọi chuyện thành bại bây giờ đều trông chờ vào con còn bây giờ thì lên đường tiếng cánh cửa được tuấn đóng lại cả ba lúc này chia ra làm hai con đường kiều thúc và tuấn đi theo hướng của bát trạch dẫn đến vị trí thiên của chót trận dẫn đến vị trí thiên của pháp trận còn thuần thì đi đến khu nghĩa trang của làng trước khi đi kiều thúc đã không quên đeo sợi dây truyền gá linh hồn cho thuần sợi dây truyền đó có thể giúp cho thuần nhiều trong việc lập pháp mất khoảng nửa canh giờ để thuần đến được nơi điểm đầu của nghĩa địa thuần vội thở hắt ra lấy lại bình tĩnh vì nơi đây toàn mã là mã những ngôi mộ đất bốc lên lồm chồm trông rất kinh dị càng đi sâu vào trong thì không khí lại càng lạnh hơn thần biết rõ vị trí ngôi mộ cổ đó ở đâu vì thuần đã có lần được cha mẹ dẫn đến tảo mộ cùng người thân và ngôi mộ đó cũng gần ngôi mộ của người thân thuần hơn thế nữa thuần còn nắm rất rõ người chết đó là đàn ông hay đàn bà dù trên mặt người đó không có tấm bia có lẽ đã rất lâu rất lâu rồi không có ai lùi tới khu vực này, cho nên cây cỏ mọc lên rất cao. Thuần lúc này đang chậm rãi bước đi đan sen giữa các ngôi mộ, thì bất chợt bên tai của Thuần vang lên giọng nói. Cậu sắp đi đến vị trí của trận pháp, quỷ hồn nơi đó rất nhiều, hãy chậm chậm đi thẳng về phía trước, tôi sẽ giúp cho cậu che đi phần dương khí. Nhưng nhớ khi đặt chân đến trọng tâm thì không được phát ra tiếng động gì, nín thở được thì càng tốt. Thuần gật đầu rồi lặng lẽ bước đi. Trời tối đen như mực, đôi chân của Thuần đang từng bước đi giữa đống bùn nhão nhát của nghĩa địa. Đi khoảng một đoạn nữa, Thuần vội vã châm đèn dầu soi xung quanh. Nốt nước bọt, Thuần cảm thấy sợ hãi tột cùng, khi xung quanh lúc này nghĩa địa cây cối lay động. Cậu không được quay đầu lại, vì đằng sau cậu là bóc con quỷ đang đi theo cậu ở phía sau. Thuần lúc này dùng mình hai chân của Thuần co rúm lại vì phần sương đêm ở nghĩa địa lạnh lẽo, phần vì sợ hãi vì câu nhắc nhở vừa rồi. Thuần không quay đầu mà cứ lầm lối đi thẳng một mạch về phía trước. Vừa đi Thuần cảm giác như thể có ai đó đang đi phía sau lưng. Thuần đi một bước thì tất cả những người đó đều bước một bước. Lúc này gái ốc của Thuần nổi lên từng cục, da gà nổi lên không ngừng, đang hoảng loạn thuần nghe được một câu nói trong tâm thức thật lúc này có thể nhận ra câu nói đó là của kiểu thúc hãy rút thành kiếm một tay cầm vỏ một tay cầm kiếm cứ giữ bình tĩnh bước đi qua được trận pháp sẽ không có chuyện gì đâu nói là như vậy thôi chứ ai mà chẳng sợ thuần dáng cố gắng dùng chút bình tĩnh của mình mà bước đi đi được một đoạn khá xa thì cảm giác ấy đã biến mất không còn nữa toàn thuần dựa vào một gốc cây gần đó để ngồi thở. nhưng khi thuần vừa đặt mông xuống mỏm đất, thì từ đâu một bàn tay lạnh lẽo nào đó khẽ nắm lấy chân của thuần, làm cho thuần đau đớn và hét lên. đau quá, cái cái gì thế này? từ bên dưới nền đất một bàn tay trắng ẩn khẽ trồi lên, nắm chặt lấy chân của thuần. càng lúc thì càng siết chặt hơn, làm cho thuần đau đớn đến không thể thở nổi. Như một phần xạ tự nhiên, thuần vung thanh kiếm mà cửu thúc lưa cho lên cao, sau đó thì đập mạnh xuống tay đang nắm lấy chân của mình. Cứ chặn khá mạnh làm cho cánh tay ấy bị văng ra xa. Một tiếng lét thất thanh từ dưới lòng đất vọng lên, làm cho thuần sợ hãi quay lưng lại. Chưa dừng lại ở đó, trên bụi cây cổ thụ trước mặt của thuần, đang có một bóng khẽ đung đưa qua lại trên ngọn cây. Thuần há hốc mồm kinh hãi đôi mắt của thuần trợn trắng lên và mất đi sự bình tĩnh vẫn còn sót lại ban nãy đừng nhìn nó cậu hãy mau chạy nhanh lên thuần lúc này cơ thể của mình cứng đơ như pho tượng hai chân của thuần run lên có nhịp khi mà thấy bóng trắng ấy đang truyền từ cành này sang cành khác rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch mất khoảng thời gian khá lâu thuần mới thở đều đặn được trở lại khẽ đưa tay vuốt ngực thuần không dám nói gì vẫn chậm rãi đi về phía trước theo sự chỉ dẫn của bùa vong tại một nơi khác kiều thúc và tuấn lúc này đã chuẩn bị xong bắt trận tám chiếc hũ sứ được kiều thúc đặt ngay ngắn trên từng vị trí của càn khôn lì hướng nam khảm hướng bắc chấn đông đoài tây tất cả đã được kiều thúc đặt đúng từng vị trí một khẽ tiến vào bên trong trận kiều thúc lấy ra trong tay nải một hình nhân bằng dơm khẽ cắn máu từ cổ tay của mình nhỏ vào trong hình nhân miệng của kiều thúc lập tức lẩm chẩm chú ngữ thiền hữu tam kỳ nhật nguyệt tinh thông thiền thấu địa quỷ thần kinh nhược hữu hung thần ác sát quỷ lai lâm địa đầu hung thần sát sát tàu bất đình thiên thành thành địa linh linh đệ tử phụng tam mau tổ sư chi hào hà thần bất thảo hà cấp cấp như luật lệnh đồng dứt câu chú thì kiểu thúc cắm con hình nhân xuống bên dưới sau đó mới lại lùi lại ba bước đào trong đất phạm vi pháp trận một cái hố sâu khoảng một gang tay và chôn tấm bắt quái xuống đất màn gương của tấm bắt quái lúc này đang hướng về phía của mặt trăng khẽ chầm chầm kiểu thúc dùng máu của mình vẽ lên một chữ chấn bằng tiếng trung làm xong xuôi tất cả Kiều thúc mới chậm rãi bước ra bên ngoài. Tuấn nãy giờ đứng ở bên ngoài quan sát chẳng hiểu gì cả. Tuấn liền vội hỏi. Cái đó là sao vậy thúc? Kiều thúc liền vội vàng đáp. Đó chính là hình nhân máu dùng để dụ quỷ luyện thi. Hơn nữa là những tấm gương của từng bắt quái đang hấp thụ địa ánh kháng của thất tinh bắt đầu. Trần đồ Long Quy sẽ ngay lập tức kích động ngay khi con cường thi ấy đến đây trong màn đêm những tiếng gió lùa vào những tán cây tạo nên những âm thanh gai người những tiếng côn trùng ếch nhái kêu dâm gian tạo nên cho không gian càng thêm cổ quái kiểu thúc và tuân lúc này đang ngồi đó mà chờ đợi điều mà họ mong nhất bây giờ là thời khắc thiên cầu nhật thực xây đúng vào thời điểm mà con cương thi ấy đến đây và Kiều Thúc tin chắc một điều rằng Lão Thất Tôn sẽ không bao giờ biết kế hoạch hoàn hảo này của Kiều Thúc. Nhưng không, Kiều Thúc đã sai lầm khi nghĩ về vấn đề đó. Cộng là đồng môn hơn nữa còn là bậc tiền bối, cho nên những thứ mà Kiều Thúc lập ra bây giờ, Lão Hắc Đạo Thất Tôn ấy cũng biết. Tại một nơi heo hút trên nghĩa địa, trên bàn pháp Lão Thất Tôn lúc này mỉm cười, một nụ cười gian xào định bày cho con nít này với ta sao? Người vẫn chưa còn đủ đạo hạnh để vận dụng hết trận pháp này đâu. Thứ ngài của ta hãy mau làm việc đi chứ. Nói xong, lão ta khẽ cất lên một tràng cười để ma quái. Lúc này, tại căn nhà của Tuấn, hồ lúc này cũng đã tỉnh lại. Đôi mắt của hồ lúc này dấy lên hai đường gân đỏ sọc. Miệng thì cứ gầm lên mấy tiếng là hét rất kinh dị. Rõ, thưa chủ nhân, Ánh đèn dầu của Thuần lúc này cũng đã tắt dần và yếu đi vì hơi lạnh của xương cứ không ngừng thổi qua. Chỉ còn một đoạn xa nữa thì Thuần đã đặt chân được đến vị trí của ngôi mộ cổ. Hai bàn tay của Thuần lúc này khẽ run rẩy đập mạnh. Mọi chuyện lúc này càng đáng sợ hơn. Hơn 11 giờ đêm, Thuần một mình với chiếc đèn dầu nơi gò đất ma quỷ. Và sắp đến đây, Thuần còn làm nên một chuyện đáng sợ hơn nữa đó chính là chấn lại ngôi mộ cổ đang đựng xác con cương thi lâu năm. Đến rồi, đây chính là ngôi mộ đó. thần vừa dứt câu thì một giọng nói trầm đục vang lên trong đầu của Thuần. Còn hãy mau chóng lập trận pháp đi. Tất cả phải làm một cách nhanh chóng vì thời gian của chúng ta không có còn nhiều. Thuần gật gù sau đó bắt đầu làm trận pháp. Thuần vội lấy trong tay nải ra một chiếc hũ cho nhang có tầm máu chó mực và mực tàu dài đều thành một hình ngũ linh, tựa như là một ngôi sao thất tinh bắt đầu. Tiếp đến thuần dùng năm lá bùa và năm chiếc cọc nhỏ đặt trên mỗi đỉnh của cái tam giác đó. Tiếp đến thuần cắm năm hình nhân theo năm đỉnh của hình sao. Xong rồi cuối cùng thì thuần ngồi vào bên trong chính giữa của hình ngôi sao, đợi khi đúng thời điểm giao thoa. Khi mà tiếng quả réo lên đầu tiên, thì thời khắc tức đã điểm ở trong hình bình hành chính giữa ngôi sao thuần nhắm mắt tịt lại và chờ đợi ở phía của kiều thúc lúc này thì kiều thúc vẫn đang chờ đợi thời khắc của thiên cầu thứ ngài của ta hãy mau giết chết bọn chúng và phá hủy trận pháp trẻ con ấy cho ta kiều thúc đang ngước mắt nhìn lên thì bỗng nhiên từ đằng bụi cây một bóng đen có đầy đủ tay chân khẽ nhảy vụt ra tuấn buột miệng nói lớn là tên hồ hắn làm gì ở đây vậy kiều thúc lúc này giang hiệu cho tuấn giữ im lặng kiều thúc liền khẽ nói đừng lên tiếng hãy quan sát xem anh ta muốn làm gì phá hủy trận pháp cho ta rõ thưa chủ nhân tuấn lúc này đã giữ được bình tĩnh khi con hình nhân lúc nãy của kiều thúc cắm xuống đã bị hồ nhổ lên và xé thành tan vụn tấm gương bắt quái cũng bị hồ đập vỡ xé ra thành từng màng Thật là khốn kiếp, anh ta muốn cái gì đây? Hai tay của Tuấn lúc này siết chặt lại với nhau, hai hàm răng khẽ va vào nhau lên kèn két. Bất chợt Tuấn đứng dậy, sau đó chạy đến nơi giữa pháp trận mà đấm thẳng vào mặt của hồ. Cô đấm khá mạnh làm cho hồ ngã lăn quay xuống đất. Ngay lúc này thì thời khắc giao thoa cũng đã điểm, ánh trăng đột nhiên trở nên đỏ sọc, nhưng trận pháp của kiều thúc bày ra đã bị phá vỡ cống đồng nghĩa với việc kiều thúc đã bị thất bại kiều thúc lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng lại một lần sai nhưng lần sai này là lần sai chết người hơn nữa sẽ không bao giờ có thể nào cứu vãn được tình hình kiều thúc đã quên mất là tồn tại bên trong nhà của tuấn hầu vẫn còn đang dính ngài hay nói đúng hơn là kiều thúc chưa phá được ngài đó nhìn lên mặt trăng tròn kiều thúc nhìn tuấn rồi nói tuấn hãy chạy ra khỏi đây còn cương thị đã đến đây rồi trời càng lúc càng sương cái giá lạnh cộng với nỗi sợ đang bao trùm xung quanh khiến cho thuần run lên cầm cập hai hàm răng liên tục va vào nhau bóng tối bao vây khiến ánh sáng của ngọn đèn dầu chỉ còn nhỏ nhoi như đốm lửa sắp tàn thuần nín thở không dám cựa mình vì xung quanh nơi gò mà đang có vật gì đó chuyển động tiếng động ấy phát ra ngày một rõ kèm theo đó là tiếng gió thổi vọng vào những huyệt mộ, tạo thành những âm thanh ai oán. Tăng sợ hãi đến cùng cực thì đột nhiên phía trên đầu ngôi mộ cổ, một con quạ đen không biết từ đâu bay đến, đậu vào một cành cây phất ngang và rít lên những tiếng để kinh hãi. Thuần chờ đợi thời khắc này đã lâu, Thuần mở hai mắt, hai tay bắt ấn miệng của Thuần lúc này đọc chú. Ngũ tình chấn thải, quang chiếu huyền minh, cấp cấp như luật lệnh, hóa. Sau khi rất mật chú thì những hình nhân của năm góc cảnh của ngôi sao đột nhiên bốc cháy. Những chất cốc bàn nẫy thuần đạt đột nhiên chuyển động mạnh lên. Chưa hết khi những thứ đó diễn ra xong thì ở bên dưới lòng đất phong hồn của cái xác con cưng thi thoát khỏi chấn điểm của lão thầy bùa kia để nắp áo quan bị lung lay và chuyển động không ngừng. Tiếng quả réo ngày càng kinh dị hơn hai bàn tay của thuần lúc này run rẩy tim đập mạnh mọi chuyện lúc này càng trở nên đáng sợ không gian bốn bề tối tăm chỉ có một mình thuần đang ngồi trong ngũ trận để mà đọc những câu thần chú khó hiểu thuần vừa đọc rất câu thì đột nhiên thuần nhớ lại lời của kiều thúc đã dặn tuyệt đối khi đã vào pháp trận thì ở bên ngoài dù có bất cứ chuyện gì cũng không được chạy ra khỏi đó hãy nhắm mắt lại và tỉnh tâm Đợi khi nào con cưng thi đến và nhảy vào trận pháp thì con hãy đọc nhanh câu cấp cấp như luật lệnh. Thuần nhanh chóng nhắm mắt lại, những âm thanh ma quái xung quanh Thuần càng lúc càng nghe rõ. Những tiếng cười xen lẫn với những tiếng khóc của một cô gái cứ âm vang. Những câu nói riêng gì đau đớn kèm theo đó là những tiếng gầm rú từ nơi huyệt mộ. Đầu óc của Thuần lúc này rối tung lên vì sợ hãi. Cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên thần phải chứng kiến những chuyện kinh dị ma quái đến thế này đột nhiên không biết từ đâu một cơn gió lạnh thổi qua làm cho sống lưng của thần lệch bút một giọng nói khẽ vang lên anh ơi cứu em em đau quá bà ơi bà ơi cứu con nó giết con rồi không không vợ con tôi thần lúc này loạn choạng ngồi không vững khi thuần nhận ra chính hai giọng nói đó là dòng của vợ con mình. Thuần Đình đứng dậy mở mắt chạy ra khỏi trận pháp, thì bỗng nhiên một giọng nói ma quỷ khẽ vang lên. Đừng, đừng bước ra khỏi trận pháp, thứ mà ngươi nghe được chỉ là do âm hồn ma quỷ tạo nên. Tất cả quỷ hồn ở đây đều do một trận pháp chấn niệm mà thành. Đừng nghe hay giữ bình tĩnh lại. Gió càng lúc càng thổi mạnh, con quả ban nãy đang không ngừng réo lên những tiếng chứa đầy chết chóc như là tiếng quả đang kéo những phong hồn của người chết tại khu nghĩa địa trưng bày về đây. Thuận lúc này siết chặt tay lại, hai hàm răng cắn chặt vào môi dì máu. Thuần đang cố gắng giữ lại bình tĩnh để tránh những phong hồn ở bên ngoài quấy nhiễu. Trong khi đang chờ đợi và bây giờ đây, mặc định duy nhất trong lòng tâm trí Thuận, đó chính là vợ con của mình đã chết. Lúc này tại trận pháp của Kiều Thúc, Kiều Thúc và Thuần lúc này đang vật vã với cái sắc không hồn của hổ. Vì anh ta là thanh niên to khỏe nhất trong làng. Thế cho nên vất vả và bầm dập lắm, Tuấn và Kiều Thúc mới có thể trói được hổ lại vào mỗi... Tuấn và Kiều Thúc mới có thể trói được hổ vào bên trong một gốc cây. Hai bên bà vai của Tuấn đã dướm máu bởi cú tấn công dồn dập vừa rồi của hổ. Tuấn nhìn Kiều Thúc mà vội vàng nói, bây giờ vẫn còn kịp không hạ thúc thúc hãy mau lập lại trận pháp đi kiều thúc liền lắc đầu sau đó nói muộn rồi ta thua rồi còn cường thì đó không thể đến đây tuấn lúc này liền vội hỏi vậy nó có thể đi đâu nó đi về hướng nghĩa địa và nơi đó chính là nơi của thuần đang làm pháp trận khẽ đưa tay liền bấm bấm kiều thúc mừng rỡ mà nói đúng là may mắn Thời gian của chúng ta vẫn còn kịp, chúng ta hãy mau chóng quay lại nghĩa địa của làng đi. Còn cưng thì cũng đang trên đường đến đó. Ngôi mộ của nó đã bị động và linh hồn của nó đang gọi thể xác quay trở về trong nhu hồn đạo. Thời điểm thiên cầu nhật thực diễn ra hai canh giờ, tức là bốn tiếng trên đồng hồ, mới chỉ qua có một tiếng mà thôi. Mau đến đó nhanh lên. Tuấn gật đầu, cựu thúc và Tuấn khoác tay nải lên mà tức tốc chạy một mạch đến nghĩa địa mong sao hợp nhất với thuần đúng vật tâm điểm của thiên cầu. Muốn phá đám ta sao, ta sẽ cho hai người chết trước. Đi đến đó, đi đến đó, thời khắc sinh tử của hai người sắp đến rồi. Những kẻ phá đám ta đều phải chết. Đã trôi qua một canh giờ kể từ khi pháp trận được thuần lập nên, thuần lúc này vẫn ngồi đó nhắm mắt. Một tay của thuần nắm chặt thành kiếm trong tay, tay còn lại thì ghi chặt vào trong lồng ngực. Không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Những tiếng gió thổi, tiếng khóc than, tiếng cười nói ban nãy đã biến đi đầu mất. Ngay khi con quả đen kêu lên tiếng cuối cùng. Thuần mở mắt ra quả đúng là không gian của nó. Cảnh vật lúc này đã im lìm. Riêng chỉ có nắp quan tài lúc này bị bật tung. Không biết làm sao mà lúc này Thuần khẽ đứng dậy. Cầm thanh kiếm trên tay. Thuần nhẹ nhàng đi lại gần cây nắm đi đừng vài bước thuần lúc này đã bước ra khỏi phạm vi của trận pháp nhưng khi vừa nhìn lên tấm gỗ ngọc am thuần liền lạnh người giật lùi lại phía bên trên đầu nắm quan tài chính là xác của một con quạ đen mất khá lâu sau để thuần mới trở lại bình tĩnh thuần ké đứng dậy sau đó tiến lại cái quan tài khi đặt chân lên chiếc nắm thì chợt thuần nhận ra một cái điều là quan tài đang nằm bên dưới lòng đất không có đáy hay nói đúng hơn là nơi này đã từng bị ai đó đào sâu xuống và cái hố đó rất rộng. Để nỗi hai người có thể chui lọt qua. Đang chăm chú nhìn thì bất giác bên tai, Thuần nghe thấy một giọng nói mà quái phát ra. Nhưng câu nói ấy khiến Thuần lạnh toát cả mồ hôi, mặc dù ở bên ngoài nghĩa địa lúc này rất lạnh. Hãy xuống bên dưới, lão ta đang ở dưới đó. Bất chợt cơ thể của thuần gồng lên, đôi mắt của Thuần lúc này dâng lên những sợi gân đỏ. Lá bùa trên người của Thuần lúc này như đang dần ẩn vào bên trong. Trong người của Thuần sau đó rồi biến mất. Thuần lúc này nhận thấy mình không còn là mình nữa. Tuy đôi mắt của anh có thể nhìn thấy và bộ não của anh có thể phân tích là mình đang làm gì. Nhưng cơ thể của anh lại là một người khác. Cứ như thể có ai đó đang cầm tay và dẫn đối cho Thuần mau chóng nhảy xuống bên dưới ngôi mộ đó vậy khẽ đặt chân lên nắm mộ thuần cúi đầu nhìn xuống bên dưới bên dưới hầm mộ tối om cây đèn dầu của thuần rơi xuống đất chảy dầu vào vụt tắt nhưng khi vừa đưa ánh mắt nhìn thì từ đằng sau lưng của thuần đang có một ma lực nào đó đầy mạnh thuần rơi tuột xuống bên dưới cái hố sâu dưới đáy quan tài và ngay sau đó là một tiếng kêu thất thanh của thuần kêu thúc cứu con về phần của Kiều Thúc và Tuấn, Kiều Thúc lúc này vừa đi vừa lầm bẩm tính giờ. Có lẽ thời gian không chờ đợi họ. Đi mất khoảng được canh giờ thì cả hai lúc này đã đến được cổng của nghĩa địa. Vừa chạy Tuấn vừa nói với Kiều Thúc, có khi nào cậu Thuần không làm được hay không? Không đâu, vì nếu Thuần thất bại thì ban nãy con cường thì đã tìm đến chúng ta rồi. Và cũng rất có thể lão ta biết được kế hoạch của ta cho nên sai hổ đến phá đám và bí mật cất con cường thì nơi nào đó, phòng bế quỷ khí nó lại, tránh sự xúc tác của trần đồ Long Quy và thiên kiều nhật thực. Lúc này cũng đã là gần 2 giờ sáng, Thuần và Kiều Thúc lúc này không nói gì thêm, mà phăng một đoạn đi sâu vào nghĩa địa của làng. Nhưng đi được một đoạn thì Kiều Thúc bất chợt dừng lại đột ngột, Thuận bị mắc đà cho nên chạy thêm cách xa một đoạn nữa thì mới dừng lại. Nhìn Kiều Thúc đang cau mày tuất vội hỏi, Kiều Thúc bị làm sao vậy? Kiều Thúc không đáp, khuôn mặt của Kiều Thúc lúc này lại nhóe lên một chút thay đổi biến sắc. Một giọng nói ma quái lập tức vang lên trong đầu của Thúc. Chết đi, nhìn đằng sau lưng hai người xem nó là thứ gì. Kiểu thúc còn chưa kịp quay lại đằng sau thì bất chợt Tuấn liền thét lớn. Là nó, con cưng thi. Kiểu thúc chạy đi. Lời nói của Tuấn như đã quá muộn. Con cương thi lúc này nhảy vọt lên, lao những móng vuốt sắc nhọn vào người của kiểu thúc. Tuấn, kiểu thúc tránh ra. Nhìn như căn Tuấn nhảy trồm tới đầy người của kiểu thúc đi. Cố đầy khá mạnh làm kiểu thúc ngã lăn quay dưới đất. Đầu của Kiều Thúc bị va đầm vào một gốc cây đau đớn. Chưa kịp định thần lại thì những bóng vút ấy là một lần nữa quay đầu. Kèm theo đó là một giọng nói đầy chết chóc. Máu, ta cần máu của hai người. Chết đi kỳ lũ dám phá đám ta. Tuấn, Kiều Thúc cứu con. Nó giết con rồi. Kiều Thúc lúc này đưa mắt nhìn Tuấn đang bị con cương thi bóp cổ mà giật cao lên. Hai chân của Tuấn bị giật cao lên khỏi mặt đất khuôn mặt của Tuấn đỏ sọc lên do ngạt thở. Lưỡi của Tuấn càng lúc càng thè dài. Kiều thúc lúc này vẫn chưa thể cử động sau cú ngã vừa rồi. Vội lấy trong tay này ra một tấm gương bắt quái và thành kim tiền kiếm. Cắn máu từ đầu tay của mình nhỏ vào tấm gương. Hướng mặt kính của tấm gương về phía một ngôi sao trong bắc đầu tinh. Ánh sáng của một ngôi sao bỗng chiếu xuống và đập vào mặt kính bắt chạch. Khẽ xoay mạnh tấm gương chiếu thứ ánh sáng đó vào thanh kiếm tiền kiều thúc lúc này đọc lớn cập cập như luật lệnh cầm thanh kiếm tiền trên tay thì kiều thúc quăng mạnh về phía của con cương thi đang bóp cổ của tuấn thanh kim tiền đang phát ra đạo quang kia theo đó mà bay mạnh một đường tiến đến con cương thi nhưng bỗng nhiên nó vừa đụng trúng được cánh tay thì thanh kim tiền vỡ vụn nhưng cú đầm đó lại có hiệu quả và làm cho con khiêng thi buông tay khỏi cổ của tuấn nhưng lúc này nó lại chuyển hướng sang phía cửu thúc khi con cương thi chuẩn bị lao đến thì cửu thúc đã hất một lọ nước gì đó có mùi khai khai của nước tiểu vào mặt con cương thi làm cho nó té văng ngược ra xa ngay khi con cương thi vẫn còn đang gào thét tuấn lúc này cũng nhân cơ hội đó mà phản công cơ vội một khúc gỗ Tuấn đập tới tấp lên cơ thể đang nhão nhét, làm cho màng thịt bị vỡ vụn, Vàng ra những mảnh thịt thối lòi cả xương ra ngoài. Tuấn càng đập thì càng hăng máu gà, quăng đi khúc gỗ qua một bên, Tuấn dùng tay đập mạnh vào mặt của nó. bằng nhiều sợ hãi của Tuấn lúc này biến thành một nỗi hận thù, nỗi hận khi nó giết chết những người thân yêu nhất của Tuấn trong làng này. Nhưng khi Tuấn đấm mạnh cái thứ ba thì đột nhiên tuấn dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt của con cương thi đang dần đỏ lên hai hàm răng sắc nhọn của nó đang khẽ nhe ra tuấn không kịp nháy mắt thì cánh tay con cương thi của mạnh làm cho tuấn lộn mấy vòng đập mạnh vào một gốc cây to rồi ngã lăn quay nhìn kiều thúc lúc này vẫn còn đang ngồi đó mà không hề nói gì hơn nữa khi mọi tấn công của con cương thi lúc này đều đổ dồn về phía của kiều thúc Tôi lúc này sợ hãi hét lên kiểu thúc cẩn thận tiếng hét của tuấn dường như là quá muộn với tốc độ di chuyển của con cương thi nó liền lao về phía của kiểu thúc như tên hai cánh tay của nó lúc này bấu chặt lên hai bên bả vai nhìn ánh mắt đỏ ngầu cùng với sắc mặt của nó đang nhìn kiểu thúc như muốn ăn tươi nuốt sống phần vai của kiểu thúc lúc này máu dì ra những cái móng sắc nhọn đã đâm sâu vào thịt nhưng khuôn mặt của Kiều thúc vẫn điểm tĩnh đôi mắt nhắm nghiền như thể là ông đang cố gắng làm một thứ bùa gì đó Tuấn lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn lên chứ không làm được gì hơn có lẽ sau cú đáp vừa rồi của nó đã làm cho khúc xương sườn của Tuấn bị gãy Tuấn đưa hai bàn tay cào thật mạnh xuống nền đất nhão nhét của nơi nghĩa địa miệng gào lớn Kiều thúc ông bị sao vậy chạy đi còi cương thì lúc này còn khá đau đớn những mảnh thịt trên mặt của nó cứ liên tiếp vỡ ra rồi rơi xuống đất rất có thể là thứ nữa mà cửu thúc vừa mới sắp ra chính là nước tiểu của đồng tử thế nước mà khiến cho ma quỷ cũng như là cương thi rất sợ hãi do là cơ thể đang bị thương cộng với hiện tượng thiên cầu, dẫn đến quỷ khí của con cương thi bị giảm đi mặc cho tiếng la hét của tuấn Kiều Thúc vẫn còn ngồi im đó, mặc cho móng vuốt có đâm đến đâu. Tuấn lúc này ráng gượng bò dậy đến nơi của Kiều Thúc. Nhưng khi Tuấn vừa đến gần Kiều Thúc, thì một ma lực nào đó đẩy Tuấn văng ra. Cơ thể của Tuấn lúc này mềm nhũn, Tuấn chỉ kịp thét lên một câu rồi ngất đi. Kiều Thúc, ông tỉnh lại đi, chúng ta thua rồi. Nói xong thì Tuấn nằm gục xuống đất, Kiều Thúc lúc này vẫn không nói gì, hai tay của kiều thúc đang đưa lên bắt ấn đôi mắt của kiều thúc lúc này chảy ra hai dòng máu đỏ tươi bất chợn kiều thúc mở mắt nhìn thẳng về con cương thi thì một câu nói lạnh lùng vang lên đã đến giờ rồi sư thúc người thua rồi hai tay của kiều thúc lúc này đang đưa lên ngang đầu kiều thúc nhanh chóng xoay một vòng hai cực đạo khi mà cửu thúc vừa quay xong thì từ trên cao bỗng nhìn chiếu xuống bày luồng sáng tượng trưng cho bắt đầu Bạc hỏa lệnh thiên không vũ khúc cấp cấp như luật lệnh ấn kiều thúc vừa đọc xong thì một câu chú thì ánh kim quang từ nơi bắt đạo pháp phát ra bắn thẳng vào người của con cương thi cờ cương thi lúc này bị đạo kim quang bắn trúng nó liền gào lên trong màn đêm những mảng thịt trên người đó bị cháy đen rồi rơi xuống đất để lộ ra những mảng xương đen xỉ đôi mắt của nó đỏ lòm lưỡi thè dài để kinh hãi nhưng rồi tất cả đã kết thúc đã kim quang đã biến mất do sức lực của kiều thúc không thể duy trì được lâu hơi thở của kiều thúc lúc này rất yếu chỉ đủ gào lên một tiếng trong câu nói yếu ớt ta thua rồi thực sự là ta thua rồi Cổ của Kiều Thúc lúc này bị một bàn tay của con cương thi sốc lên sau đó cắn thật mạnh vào cổ. Miệng của Kiều Thúc lúc này ảo ra những dòng máu đỏ tươi. Đôi mắt trợn trắng và đồng tử đã trồi ngược lên sau đó thì hoàn toàn biến mất. Đồng thời điểm Tuấn bị đạp văng ra thì tại một nơi khác nằm sâu bên trong phạm vi của nghĩa địa. Thời lúc này chưa biết tại sao mình lại bị rơi ngã xuống bên dưới huyệt mộ này. Không gian đấy khá là chật và lại còn rất tối Bên cạnh Tuấn lúc này có một ngã rẽ và dường như nơi này có một con đường hầm dẫn đến một nơi nào đó. Thần cầm chắc trên tay thanh kiếm mà cửu thúc đã đưa. Dường như nơi đây rất khác với bên trên tùy nói là nghĩa địa. Nhưng tại sao tận sâu dưới huyệt mộ này lại được làm bằng đá? Không khí ở đây rất lạnh, thậm chí nó còn lạnh hơn với cái sương đêm ở bên ngoài nghĩa địa. Thuần lúc này lê đôi chân tiến thẳng về phía trước như vô định, Thuật lúc này chẳng khác gì một kẻ mù đi trong đêm tối. Mọi thứ bây giờ đối với Thuần toàn lập một màu đen. Đi tầm được một đoạn thì bên tay của Thuần bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói. Chết đi những kẻ pha đám tà. Thứ bộ thuật của ta bây giờ hãy giết chết cái lão già kia. Nghe đến đây thì bỗng nhiên Thuần liền giật mình khi vừa mới đi thôi. Trong đầu của Thuần vừa nghĩ đến một điều đó là giấc mơ của hai đêm vừa rồi. Khẽ chầm chậm tiến lên phía trước mấy bước thì bỗng nhiên thuần thấy trước mặt của mình là một người đang mặc một bộ đào có màu đen, thêm nữa bên cạnh ông ta là cái bàn trận cùng với thanh đèn cầy đang phát sáng. Điều mắt của ông ta lúc này nhắm nghiền miệng hét lớn, "Hắn chết rồi, người được gọi là cửu thúc người đã chết." Vừa nói ông ta vừa cười lên như điên dại, nhưng thuần thì khác Bỗng nhiên đôi mắt của Thuần chảy ra hai dòng khuyết lệ. Tay nắm chặt thanh kiếm vừa định bước ra. Bên tay của Thuần thấy một giọng nói khác. Kiểu thúc, ông ta, ông ta chết rồi. Thuần liền buột miệng nói, không. Nỗi hận thù của Thuần như được đẩy lên cao. Đôi mắt của Thuần lúc này đỏ sọc. Cầm trên tay thanh kiếm Thuần mạnh dạng bước thẳng ra bên ngoài. Nhìn Thuần lúc này không khác gì là một con thú hoang khi bị bắt vào lòng nới hận khi nhìn vợ con mình đã chết và bây giờ đây người mà luôn bảo vệ và chia sẻ với mình đó là kiều thúc cũng đã bị thứ bùa ngài đó ám sát cầm thanh kiếm trên tay thuần chạy thật nhanh đến nơi bản phép của lão thuần tôn mà chặt thật mạnh xuống vào đầu hai đôi mắt của lão ta đang mở chừng chừng khi thấy thuần nhưng hắn chưa kịp né thì lão đã cảm nhận được một lưỡi kiếm đi xuyên qua phần cổ của mình cái đầu của lão ta lúc này lăn lông lốc đến phần chân của bàn pháp. Phần cổ của lão ta bắn ra toàn là máu, máu dính khắp người của Thuần. Chưa dừng lại ở đó, thành kiếm mà kiểu thúc đưa cho Thuần lại tiếp tục sư cao. Thuần bổ thật mạnh nhiều nhát vào cái đầu không sắc ấy, rồi khiến cho phần đầu bị nhão nhét trông rất kinh dị. Bụng thành kiếm Thuần liền hét lên trong điên dài. Trả mạng họ đây, tại sao ngươi lại làm vậy? Trả lại vợ con cho ta đột nhiên thuần liền cầm cái đầu của lão thất tôn lên rồi đập thật mạnh một cái vào vách đá cái đầu khi đắp trúng vào vách bị vỡ tung ra theo vết chém tột cả phần óc ra bên ngoài tâm trí của thuần lúc này đã bị đảo lộn thuần biến thành một kẻ điên mà không ngừng cắn xé lên phần xác không đầu những màng thịt những phần nội tạng bị thuần cắn đến nhão nhách máu long lộ khắp một vùng trả lại mạng đây trả lại họ cho ta tiếng gào thét sẽ tan màn đêm vô tận một nỗi buồn một nỗi hận thù phủ kín cả hầm mộ đột nhiên bên tay của thuần nghe thấy một giọng nói một giọng nói gần gũi quen thuộc mà thuần đã nghe suốt mãi những ngày qua còn làm tốt lắm ta đã chết và linh hồn ta đang ở đây để chứng kiến tất cả sinh khí trong ngôi làng này đã được lập lại ta cũng làm tròn trách nhiệm của một người đạo sĩ Thuần ngước mắt lên nhìn vào một khoảng khâm tăm tối dưới đáy hầm mộ. Đôi mắt của Thuần hẳn lên một tia hy vọng Thuần mừng rỡ nói. Là kiểu thúc sao? Chính là ta. Con làm tốt lắm. Con đã giết chết được hắn ngay khi hắn đang thi triển dịch hồn. Ta đã chết nhưng sự hy sinh của ta là quá hời. Hơn nữa là sự hy sinh là cách cuối cùng để con giết được hắn bằng cách dụng hắn thi triển dịch hồn của sao thiên cầu. Chính vì thế con mới dễ dàng giết được lão tà đạo ấy con yên tâm chuyện gì đến sẽ đến. Kiều Thúc, Thúc nói vậy là Thúc đã thực sự chết sao? Có không muốn như vậy? Giọng nói trầm đục yếu ớt của Kiều Thúc lại tiếp tục vang lên và đó là câu nói cuối cùng thuần được nghe. Con hãy nhắm mắt lại đi, bây giờ ta sẽ giúp con rời khỏi nơi này. 6 giờ sáng, những người dân trong làng lúc này tập trung rất đông tại khu gò mà. Lý do họ có mặt tại đây là vì sáng sớm đã có người lên rừng đốn củi thì người đó phát hiện ra bà xác chết nằm tại nơi này. Sợ hãi quá cho nên ông ta gấp rút quay trở lại bàn để báo tin. Một cái xác với những màng thịt nhão nhất kinh dị của con cương thi và hai cái xác còn lại là cái xác của kiểu thúc vật tuấn. Những đám đông xung quanh bắt đầu thầm thì to nhỏ. Là kiểu thúc mà, tại sao ông ta lại chết ở đây? Còn cậu Tuấn, ôi chào ôi cây xác còn lại quay trong kinh dị vậy? Chắc là ma quỷ gì đó, Bà không thấy mấy ngày nay trong làng của mình rất nhiều người chết sao? Từ cụ bá cho đến vợ con chị Hà, cái xác kinh dị đó chắc là ma rồi. Câu chuyện lại được tiếp tục. Không đã đêm qua kiểu thúc từ chiến với nó. Vậy kiểu thúc đêm qua cứu dân làng mình rồi. Ông ta là đạo sĩ mà. Đúng rồi, là thúc ấy đêm qua đã cứu mọi người, thoát khỏi cả mái quỷ đấy. Họ đang bàn tán thì bất chợt từ đằng sau đám đông, một người thanh niên với cơ thể toàn máu chạy đến, trên tay cầm theo một thanh kiếm. Nghe thấy tiếng gọi cho nên những người hiếu kỳ lập tức quay đầu nhìn lại. Sau khi nhìn thì tất cả mọi người đều sợ hãi mà thét lên. Là cậu Thuần, cậu bị sao thế này? Thuần không nói gì mà chạy một mạch đến nơi xác chết của kiểu thúc. Khẽ đặt thanh kiếm xuống, Thuần rằng hai tay ôm người của kiểu thúc vào lòng. Nước mắt của Thuần khẽ rơi vào má của kiểu thúc, Thuần chậm rãi nói. Tất cả đã xong, tôi không còn lo nữa đâu. Kiều Thúc khai an nghỉ đi. Đoàn thuần định đưa tay chấp Kiều Thúc ngồi dậy thì bất chợt thuần đụng chúng phải một vật gì đó. Khẽ đưa tay thuần lấy trong tay áo của Kiều Thúc ra một tờ giấy. Nhìn những con chữ ngoạch ngoạc của Kiều Thúc mà thuần chảy nước mắt trong bức thư Kiều Thúc có ghi. Di sư Linh Mục trước khi chết di sư còn có được một đồ đệ tốt mà an táng cho thầy còn cũng mong như vậy. Điều con mong nhất bây giờ là sau khi con chết đi cũng có người nối nghiệp con mà tiếp tục hành đạo, mà truyền bá thông tin Mao Sơn Phái ta đến hậu bối. Nhưng chắc sẽ không, vì con quá vô dụng nên chẳng ai chịu nối nghiệp con. Tất cả những bí quyết đạo học từ Mao Sơn Tông mà thầy chỉ dạy, con đều ghi chép lại và để trước bàn thờ đạo thầy. Mong là khi con chết đi vẫn có người hữu duyên đọc được nó và nối nghiệp con hàng thiện cứu người dùng tâm độ hóa nhân duyên cho đến muôn đời thuần đọc đến đây xếp lại tờ giấy khẽ đưa tay thuần vút mặt kiểu thúc ba cái rồi nói kiểu thúc chúng ta gặp nhau là duyên con sẽ giữ mãi mối duyên này bằng cách con sẽ học hết những bí thuật mà thầy ghi chép lại dùng chính những vực đó để mà hành thiện cứu người giống như Kiều thúc thúc an nghỉ đi hai tay của thuần lúc này ôm chặt thi thể của kiều thúc đứng dậy khiêng xác của kiều thúc trên tay thuần chậm chậm đi ra khỏi đám đông và tìm một huyệt mộ nào đó an táng cho thúc nhìn cảnh tượng đó ai cũng rừng rừng nước mắt trước sự hy sinh cao cả này tất cả họ đều nhìn nhau mà đồng thanh nói một câu trong nước mắt cảm ơn lão già đóng quan tài sân làng này rất biết ơn ông kiều thúc một tuần sau đó thì tại một cánh đồng toàn hoa cỏ lau, Thuần và Tuấn lúc này đang đứng trước ngôi mộ được khắc trên bia với hai chữ cửu thúc. Tuấn lúc này cũng đã tỉnh lại sau cú chấn thương đêm ấy. Nhìn Thuần Tuấn buồn bã. Anh định đi thật sao? Đông như vậy. Tuy tôi chưa biết thế nào là đạo thuật, nhưng tôi sẽ học từ cuốn Mao Sơn Chấn Phái mà cửu thúc ghi lại. Từ bây giờ chẳng còn gì để mà lưu luyến, và con tôi đã chết, thì cũng phải sang ngôi làng này và làm theo di nguyện của thúc. Tuấn vội hỏi, nhưng cậu định đi đâu? Tôi đi kiếm một chữ đó là chữ duyên, dùng tất cả những đạo pháp của Mao Sơn để hành thiện giúp đời. Cuộc đời tôi bây giờ cũng giống như là một áng mây trên cao kia vậy, vân dù vô định. Trong cuộc hành trình này nếu tôi vẫn sống tôi quay về ngôi làng này. Tới lúc này buồn bã không đáp vì có nếu kéo một người đang muốn đi chẳng thể được. Cả hai lúc này quỳ xuống trước mộ của kiểu thúc vái ba vái, vội đứng dậy thuần liền nói tôi đi đây cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nói xong thì thuần toan quay lưng bước đi về phía trước nơi mà thuần đến không biết là nơi đâu nhưng thuần tin chắc rằng những thứ thuần đang làm và sẽ làm đều là những thứ chân nguyên tốt nhìn bóng dáng của bạn mình đang khuất dần mà tuấn chậm rãi lắc đầu nghẹn ngào nói trong nước mắt hẹn ngày gặp lại câu chuyện truyền kỳ sẽ tiếp tục được cậu vẽ lên và câu chuyện của kiều thúc mới chỉ là bắt đầu mà thôi tại một nơi cánh rừng mọc nhiều hoa cỏ dài, thuần đã đi được một đoạn khá xa khe rừng chân bên bờ suối và ăn một gói cơm trong tay này thậm chí của thuần lúc này cứ không ngừng nhớ về hình bóng của lão già đóng quan tài bất giác thuần là một nụ cười sau đó khẽ đọc một bài thư tự bạch đời mình chẳng biết sẽ về đâu khắc hoài diệu linh nặng khối sầu góc suối âm thầm tuôn gió bắc trên trời lặng lẽ đổ mưa ngâu vì thương số phận chưa ngời sắc bởi sầu chữ tình duyên nhạt màu mắt ướt mì buồn loang bóng rũ canh tàn gối lạnh đẫm dòng trâu màu sườn truy thuật mấy ai đâu vẫn xuôi mái chèo tâm khắc duyên như thuyền lạc bến vẫn vương sầu ăn xong gói cơm thì thuần cũng vội vã lên đường đi về phía trước và cuộc hành trình của Thuần lại bắt đầu bước sang một trang mới. Tôi tạm đặt cho cuộc hành trình này với cái tên là Phủ Điêu Trích Lục. Thưa quý vị, bộ truyện Thiên Thi Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo